Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Sau đây là những thông tin nóng nhất vừa diễn ra. Mời quý vị và các bạn đón xem. Thông tin mới vụ nhiều học sinh ở Khánh Hòa nhập viện cấp cứu. Dư luận đang hướng sự quan tâm đến vụ việc nhiều học sinh tại Nha Trang phải nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm ở trường học. Thông tin cập nhật từ phía Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa xác nhận, trong số những học sinh nhập viện cấp cứu đã có một trường hợp tử vong. Cụ thể, chiều ngày 5 tháng 4, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa vừa có thông cáo về bệnh nhi DNBT, sinh năm 2013, học lớp 5 trường tiểu học Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang, tử vong vào sáng cùng ngày. Theo đó, sáng ngày 5 tháng 4, bệnh nhi có biểu hiện bất thường tại trường học, được trung tâm cấp cứu 115 cấp cứu tại hiện trường, sau đó đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa lúc 7 giờ 30 phút cùng ngày. Tình trạng bệnh nhân lúc vào viện, hôn mê sâu, da niêm nhợt nhạt, đồng tử hai bên giãn tối đa, phản xạ ánh sáng âm tính. Sau 30 phút hồi sức tích cực nhưng vô hiệu, ghi nhận bệnh nhân tử vong ngoại viện. Hội đồng khoa học kỹ thuật của bệnh viện đã họp và kết luận bệnh nhân ngừng tuần hoàn hô hấp ngoại viện chưa rõ nguyên nhân, đồng thời đề nghị thực hiện giải phẫu tử thi để xác định nguyên nhân tử vong. Đối với những trường hợp nhập viện khác nghi do ngộ độc thực phẩm, hiện có 15 trường hợp đang điều trị tại bệnh viện trong tình trạng ổn định, một trường hợp đã xuất viện. Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang, trường hợp MT tại trường tiểu học Vĩnh Tường sau khi ăn sáng thì xảy ra tình trạng mệt mỏi, ngất xỉu, khi đưa đi cấp cứu đã tử vong, chưa rõ nguyên nhân. Sau đó nhà trường phát hiện một số học sinh có dấu hiệu đau bụng, nôn ói, đau đầu nên đã nhanh chóng tổ chức sơ cứu và chuyển 16 em vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, 3 em vào Bệnh viện Đa khoa Tâm trí Nha Trang. Đến khoảng 9 giờ, tại trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo, nhà trường phát hiện một số học sinh có triệu chứng tương tự nên đã nhanh chóng chuyển 3 em vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, 5 em vào Bệnh viện Đa khoa Tâm trí Nha Trang, 1 em vào phòng khám Đa khoa Phúc Sinh. Đến 12 giờ cùng ngày, theo báo cáo từ các bệnh viện, tình hình sức khỏe các em ổn định và đang được tiếp tục theo dõi tích cực. Liên quan đến việc hàng chục học sinh nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm, Sở Y tế yêu cầu các bệnh viện sẵn sàng tiếp nhận, thu dung, cấp cứu cho bệnh nhân tự đến hoặc do các cơ sở y tế khác chuyển viện đến. Khi có ca bệnh vượt quá khả năng chuyên môn của bệnh viện, cần liên hệ hội chẩn với các đơn vị tuyến trung ương, bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện Nhi Đồng, bệnh viện Nhiệt đới để có phác đồ, biện pháp điều trị tối ưu nhất. Sở Y tế yêu cầu các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh huy động tối đa tất cả các nguồn lực hiện có của đơn vị, nhân lực, thuốc, trang thiết bị để tập trung cấp cứu, điều trị, chăm sóc bệnh nhân nghi bị ngộ độc thực phẩm nói trên. Sở Y tế cũng giao nhiệm vụ cho Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ chuyên môn, nghiệp vụ cho các đoàn điều tra ngộ độc thực phẩm tuyến huyện trong quá trình điều tra nguyên nhân và truy xuất nguồn gốc thực phẩm, thường xuyên cập nhật tình hình diễn biến vụ nghi ngộ độc thực phẩm để tham mưu Sở Y tế triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Khánh Hòa phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác lấy mẫu bệnh phẩm phục vụ điều tra và khử khuẩn nơi xảy ra vụ nghi ngộ độc thực phẩm. Khánh Hòa, một học sinh tử vong, nhiều em khác nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm. Một sự việc nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa khi một học sinh trường tiểu học Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tử vong chưa rõ nguyên nhân, trong khi đó khoảng 10 học sinh khác nhập viện biểu hiện ngộ độc thực phẩm. Cụ thể, sáng ngày 5 tháng 4, đại diện văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa khẳng định thông tin lan truyền trên mạng xã hội về một học sinh tiểu học tử vong do ngộ độc thực phẩm là chưa chính xác. Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã giao Sở Y tế, Công an tỉnh phối hợp cơ quan tìm hiểu, khẩn trương xác minh, kịp thời thông tin đến báo chí, dư luận. Về trường hợp tử vong, cơ quan chức năng đang tìm hiểu nguyên nhân đối với em DNBT, học sinh lớp 5/4, trường tiểu học Vĩnh Tường. Thông tin ban đầu, sáng nay, em T đang trong tiết học thì có triệu chứng mệt mỏi. Ngay sau đó, giáo viên và nhà trường gọi xe cấp cứu, đưa em T đi bệnh viện. Tuy nhiên, em T tử vong trên đường đi. Bên cạnh đó, hơn 10 học sinh khác ở trường tiểu học Vĩnh Trường và Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo phải nhập viện với biểu hiện nôn, khó thở và được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Các em vào viện trong tình trạng tỉnh táo, còn đau bụng, có cảm giác buồn nôn. Người nhà học sinh kể lại, sáng mùng 5 tháng 4, các em được gia đình cho tiền, tự mua đồ ăn sáng trước các cổng trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo, Tiểu học Vĩnh Trường. Các món ăn của các em bao gồm cơm gà xé, bánh mì hamburger gà, bánh mì que. Sau khi ăn sáng vào lớp, các em có biểu hiện đau bụng, buồn nôn và đã được nhà trường đưa đi cấp cứu. Ông Bùi Xuân Minh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa cho biết đã triển khai cho các đơn vị tiến hành điều tra thông tin dịch tễ liên quan vụ việc trên. Hiện tại, ngành vẫn chưa xác định cụ thể bao nhiêu trường hợp liên quan.
Trước đó ngày 30 tháng 3, cũng từ việc ăn ở trước cổng trường, hàng chục học sinh của một trường trung học phổ thông khác trên địa bàn thành phố Nha Trang đã nhập viện nghi ngờ ngộ độc thực phẩm do ăn phải các món ăn từ gà. Các em này đã xuất viện từ ngày 3 tháng 4. Ăn đồ lạ do một phụ nữ cho, 44 học sinh bị ngộ độc. Một trường hợp khác cũng liên quan đến vấn đề nghi ngộ độc thực phẩm đã xảy ra vào cuối tháng 12 năm 2023 tại Quảng Ngãi. Được biết sau khi ăn túi thực phẩm giống thạch trái cây do một phụ nữ lạ mặt cho, hàng chục học sinh ở Quảng Ngãi nhập viện cấp cứu nghi do ngộ độc thực phẩm. Cụ thể, chiều ngày 8 tháng 12 năm 2023, 24 học sinh ở trường tiểu học và trung học cơ sở Trần Văn Trà thuộc xã Tịnh Long, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi được đưa đến Bệnh viện Sản Nhi, tỉnh Quảng Ngãi cấp cứu vì có các triệu chứng nghi do ngộ độc thực phẩm. Các học sinh nhập viện trong tình trạng đau bụng, buồn nôn, mệt mỏi. Theo nhà trường và người nhà, tất cả các em có các triệu chứng này sau khi ăn một loại thực phẩm giống thạch trái cây do một phụ nữ cho. Bà Trần Thị Thu Hồng, ngụ thôn Tăng Long, xã Tịnh Long, có con là học sinh lớp 2 trường tiểu học và trung học cơ sở Trần Văn Trà, cho biết khi đang ở nhà thì bà nhận được tin báo từ nhà trường là cháu nghi bị ngộ độc. Bà Hồng phản ánh, cháu kể là đầu giờ học buổi chiều nay, có một phụ nữ lạ mặt xuất hiện ở cổng trường, đưa cho nhiều học sinh những túi thực phẩm giống thạch trái cây. Sau khi ăn, các cháu đều bị triệu chứng giống nhau, chúng tôi rất lo lắng. Theo lãnh đạo Bệnh viện Sản Nhi, tỉnh Quảng Ngãi, bệnh viện tiếp nhận ca đầu tiên vào khoảng 14 giờ. Sau đó có nhiều học sinh khác cùng trường được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tất cả học sinh đều khẳng định được một phụ nữ lạ mặt cho ăn một loại thạch không rõ nguồn gốc. Bệnh viện đã tích cực theo dõi sức khỏe các học sinh, chưa ghi nhận trường hợp nặng. Ngoài 24 học sinh được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Sản Nhi, tỉnh Quảng Ngãi, có khoảng 20 học sinh cũng của trường tiểu học và trung học cơ sở Trần Văn Trà có triệu chứng ngộ độc thực phẩm sau khi ăn thạch được đưa đến trạm y tế xã Tịnh Long theo dõi chăm sóc. Sau khi nhận được tin báo, Công an thành phố Quảng Ngãi đã vào cuộc điều tra vụ việc. Hai bệnh nhi lên cơn co giật, nghi ngộ độc thức ăn. Cũng liên quan đến trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm, ngày 16 tháng 1, tin từ Bệnh viện Nhi tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị này đã điều trị tích cực hai bệnh nhi nhập viện trong tình trạng nguy kịch, có biểu hiện lên cơn co giật, người lịm, nghi ngộ độc do ăn đồ không rõ nguồn gốc. Theo Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, hai bệnh nhi Đỗ Trọng C, 4 tuổi và Cao Văn Thờ, 10 tuổi, cùng ngụ xã Xuân Sinh, huyện Thọ Xuân, nhập viện lúc 20 giờ 30 phút ngày 14 tháng 1 trong tình trạng rất nặng, đột ngột mất ý thức, co giật, nôn, sùi bọt mép, hôn mê. Theo gia đình kể, bệnh nhân có ăn bánh tự mua gần nhà, không rõ kèm theo nguồn khác, không chứng kiến. Ngay sau đó, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã thực hiện rửa dạ dày, loại bỏ độc chất, uống than hoạt hạn chế hấp thu, truyền dịch thải độc, hồi sức tích cực thở máy, trợ tim, cấp cứu ngừng tim và rối loạn nhịp tim. Hội chẩn với tuyến trên thống nhất phác đồ điều trị, hội chẩn với các chuyên khoa phối hợp thực hiện. Đồng thời, gửi bệnh phẩm giám định độc chất tại Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai, hiện chưa có kết quả. Sau 2 ngày điều trị, hiện hai bệnh nhân vẫn còn hôn mê, thở máy, hồi sức tích cực, điều chỉnh rối loạn nhịp tim. Trong đó bệnh nhân Cao Văn Thờ còn có suy thận, phải lọc máu liên tục. Liên quan tới vụ việc này, theo báo cáo từ Ủy ban Nhân dân xã Xuân Sinh, khoảng 16 giờ ngày 14 tháng 1, có 4 cháu nhỏ gồm Cao Văn Thờ, sinh năm 2014, Đỗ Trọng C, sinh năm 2020, Đỗ Trọng D, sinh năm 2013 và Lê Tiến D, sinh năm 2011, cùng ngụ thôn Bích Phương, xã Xuân Sinh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, đến quán tạp hóa cùng thôn, mua một gói bim bim khoai tây và một gói sơm cay để ăn. Đến 17 giờ cùng ngày, cháu Cao Văn Thờ và cháu Đỗ Trọng C có biểu hiện lên cơn co giật, người lịm dần, được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Thọ Xuân cấp cứu. Tuy nhiên, do bệnh diễn tiến nặng, hai cháu đã được chuyển tuyến lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, rồi sau đó chuyển sang Bệnh viện Nhi để điều trị. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên theo dõi những thông tin mới nhất trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình sau.